Chào các em, hôm nay thầy Toàn cùng học chuyên đề kính lúp à. Thì kính lúp là một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ à. Rồi, đầu tiên mình xét về cấu tạo và công dụng của kính lúp là gì đây? Cấu tạo và công dụng. Rồi em nhớ đầu tiên kính lúp là một ống kính hội tụ có tiêu cự nhỏ khoảng vài cm. Nó là khối hội tụ có tiêu cự nhỏ có vài cm thôi. Đó. Cấu tạo của nó. Nó có tác dụng là công dụng của nó là tạo ra ảnh ảo. Cùng chiều và lớn hơn vật nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt. Nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt. Đó. Nghĩa là lúc này cái mắt mình sẽ quan sát được cái ảnh của cái vật to hơn được cái vật đó, đúng không? Rồi mắt đặt sau kính lúp quan sát ảnh này. Đó, con sẽ nào đó. Về cấu tạo kính lúp rất đơn giản, chỉ là ống kính hội tụ có tiêu cự nhỏ, đúng không? Khoảng vài cm. Rồi nhớ dùng ống kính hội tụ tạo ra ảnh ảo thì ảnh ảo này là lớn hơn vật, đúng không? Ảnh ảo thì cùng chiều với vật, muốn quan sát được nó thì nó phải nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt, đúng không? Mắt đặt phía sau kính lúp quan sát ảnh này. Rồi, tiếp theo là sự ngắm chừng sự ngắm chừng là gì? Nghĩa là khi có một vật AB nào đó mình muốn quan sát vật AB đó qua kính lúp thấy nó to hơn và mình nhỏ hơn, phải không ạ? Nó sẽ thấy to hơn thì làm như thế nào để quan sát các bước mình thực hiện đó. Thì đầu tiên vật AB đặt trong khoảng tiêu cự của kính lúp đó. Đặt trong khoảng tiêu cự của kính lúp thì chắc chắn là lúc này ảnh của nó cho tại trong lúc học rồi nè là ảnh ảo cùng chiều, đúng không? Cho ảnh A phẩy B phẩy
ảnh ảo à, phải phải cùng chiều, và lớn hơn vật. Vật AB đặt trong khoảng trừ cực lớn chắc chắn sẽ cho anh ảo AB phải cùng chiều và lớn hơn vật. Lúc này mình điều chỉnh vật hoặc tính cho ảnh A phải B phải nằm trong giới hạn nhìn rõ C V nhà nhìn rõ từ CCCV của mắt và cái này gọi là sự ngắm chừng. Đúng không? Đấy. Mình có thể vẽ đơn giản như sau. Em đợi thằng chút. Đây. Thì giả sử có kính lúp như thế này, đúng không ạ? Đây kính lúp tiêu điểm vật chính, tiêu điểm chính. Vật AB đầu tiên em phải đặt nó trong trong khoảng tiêu cự, tức là trong trong khoảng OS này. Bây giờ vẽ ảnh của AB qua kính của em lớp. Đúng không ạ? Tiêu đầu tiên mình vẽ ảnh của điểm B là tiêu qua quan tâm O và truyền thẳng. Đúng không ạ? Tiêu thứ hai tiêu thứ hai là tiêu song song với trục chính, và tiêu khúc xạ là có đường kéo dài qua F phải. Đó. Đấy mà. Lúc này ảnh A phải B phải là ảnh ảnh ảo
cùng chiều mà ở đây là A phải, đây là B phải, ảnh A phải B phải cùng chiều à? Đó. Bây giờ nếu như mắt mình đặt phía sau kính lúc quan sát nhìn đây, vì có tia tới bất kỳ vô đây nếu nó đi tới từ điểm B đấy mà thì tia kéo dài cái giờ B phải lúc nó mát mình đặt ở đây để quan sát mắt mình đặt ở đây quan sát ảnh là phải được vậy kính lúc kính lớp là thấu kính này đúng không, có tiêu cự ngắn khoảng vài cm qua kính lớp này vật AB cho ảnh A phẩy B phẩy lớn hơn vật à, qua kính lớp này vật AB cho nó phải lớn vật thì mắt quan sát được ảnh A phẩy B phẩy mình sẽ thấy được nó to hơn đúng không. Rồi tiếp theo ba la mã các dụng cụ quang học nó có một cái đại lượng quan trọng gọi là số bội giác vậy số bội giác là gì số bội giác đầu tiên là tỷ số giữa góc trong ảnh góc trong ảnh qua dụng cụ quang học ký hiệu alpha tỷ số giữa góc trong ảnh qua dụng cụ quang học là alpha và góc trong trực tiếp vật
alpha 0 thường là chọn là gốc trong lớn nhất. À, tỷ số giữa gốc trong ảnh vật hình học alpha và gốc trong trực tiếp vật alpha 0. Đó. Ký hiệu độ bội giác là chữ G. G này bằng alpha chia cho alpha 0. Và trong thực tế người ta lấy gần bằng tan alpha. Chia cho tan alpha 0. Đấy. Tan alpha chia cho alpha 0. Rồi, ví dụ trong cái hình này, trong hình này thì góc này đúng không? Góc này chính là góc alpha, là góc trong ảnh của alpha đó. Đó, chú ý. À, khoảng cách từ ảnh đến kính nè, khoảng cách này là d phải. Khoảng cách từ kính đến mắt, khoảng cách này là l. Được chưa? Đây là d phải, đây là l. Rồi, em nhìn đây. G bằng alpha nhân theta 0 lấy bằng tan alpha chia tan theta 0. Đây chính là độ số bội giác của cái dụng cụ quang học khi mà quan sát một vật qua dụng cụ quang học. Thì được nghĩa là đây được này. Bây giờ cụ thể mình nói số bội giác của kính lúp. Nhìn này, số bội giác của kính lúp thì alpha 0 được chọn là gốc trong vật. Đặt tại điểm cực cận của mắt. Đó. Thì em nhớ bây giờ điểm cực cận của mắt vật AB ở đây chẳng hạn, vật AB này cho ảnh qua mắt này, cho ảnh lên vũng này, cho nó đây. Đó. Thì góc này chỉ điểm alpha 0. Đó. Khi đó điểm A nè trùng với điểm cực cận của mắt. Đúng không ạ? A trùng với cực cận của mắt. Rồi em nhìn đây. Như vậy từ chỗ này ta có tan alpha 0, tan alpha 0 bằng đối chi kề bằng AB chia cho kề là chia cho OCC. OCC là khoảng nhìn rõ của mắt, người ta còn ký hiệu là chữ D lớn. D lớn là khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt. À, OCC bằng D. Rồi từ cái hình bên kia em lấy tan alpha, em nhìn lại tan alpha yeah. Bằng đối chia cho kề là cả cái này, phải không ạ? Tan alpha bằng đối chia kề, đối là a phẩy b phẩy, chia cho kề là d phẩy cộng cho l. Nhưng
Ở trường hợp này đây phải là ảnh ảo, phải không ạ? Còn đây là độ lớn, em phải lấy trị tuyệt đối nữa. Ảnh ảo thì đây phải là âm. Đó. Như vậy từ đây em suy ra được độ bộ giác, số bộ giác của kính lúp là g được tính theo công thức là tan alpha chia tan alpha 0 bằng a phẩy b phẩy chia cho trị tuyệt đối d phẩy cộng l chia tan alpha 0 nhân nghịch đảo, phải không ạ? Đấy, như vậy cuối cùng thu gọn lại độ bộ giác, cái độ lớn lên a phẩy b phẩy chia b chính là k, a phẩy b phẩy chia b chính là k. Đây ghi lại đây chia cho trị tuyệt đối d phẩy cộng d là được chưa? Đó. Đây là trường hợp số bộ giác của kính lúp. Rồi bây giờ hai trường hợp đặc biệt, hai trường hợp đặc biệt là khi ngắm chừng ở cực cận, khi ngắm chừng ở cực cận là ngắm chừng ở C, ngắm chừng ở cực cận nghĩa là ảnh a phẩy b phẩy qua kính lúp cho lại tại điểm cực cận của mắt. Ảnh nằm tại CC suy ra d phẩy là ảnh ảo, đó chính là bằng trừ OCC trừ cho L. Đó. Ảnh mà nằm ngay tại cực cận thì ảnh ảo d phẩy C bằng trừ OCC trừ L. Rồi. Vậy lúc này mình có độ bộ giác G ở cực cận, lúc này nó bằng K ở cực cận là KC nhân cho D chia độ lớn của D, D phải C, độ lớn mất dấu trừ đi, chính là O C C trừ cho L cộng cho L trừ L cộng L hết, O C C chính là D, phải không ạ? Này hết rồi, đây chính là D, D chia đơn giản bằng K C. Vậy trường hợp ngắm chừng ở cực cận thì số bộ giác GC chính là bằng độ phóng đại của ảnh KC. Với KC bạn trừ D phẩy C chia cho DC, được không ạ? Trừ D phẩy C chia DC, còn DC thì bạn DC thì bằng là D phẩy C nhân cho F chia D phẩy C trừ cho F. Cái D phẩy C có ở đây rồi. Đấy, đây là trường hợp ngắm chừng ở cực cận. Trường hợp đặc biệt thứ hai là khi ngắm chừng ở vô cực. Trường hợp mắt người bình thường điểm CV là ở vô cực, cho nên ngắm chừng ở vô cực thì vẽ lại cái hình như sau. Ngắm chừng ở vô cực, anh nhìn đây.
Rồi các em nhìn, đầu tiên muốn ngắm chừng vô cực bắt buộc vật AB phải đặt trùng với lại tiêu điểm vật F, phải không ạ? A trùng với F. Về đây vật AB trùng F. Bây giờ tia đầu tiên là tia quan tâm O và truyền qua quan tâm O và nó truyền thẳng. Rồi, tia thứ hai là song song với trục chính, tia đó kéo dài qua F phẩy. Đó. Bây giờ em nhìn mắt đặt ở đây để quan sát ảnh ở vô cực, đó mắt đặt ở đây quan sát ảnh vô cực. Lúc này ảnh bơi vô cùng, A vô cùng, phải không ạ? Góc này là góc alpha, thì góc này cũng sẽ là góc alpha bằng nhau hết, đồng vị, phải không ạ? Đó. Trường hợp góc này alpha thì góc này sẽ là alpha, hai góc bằng nhau, đồng vị. Như vậy, trong trường hợp góc chữ vô cực, em nhìn đây, ta có cái này. Tan phải zero thì vẫn có là bằng là tan phải zero bằng AB chia cho D. Còn tan alpha bằng đối là AB chia D chính là F, bằng AB chia cho F. Vậy trong trường hợp này G bằng tan alpha chia tan alpha zero, tan alpha chia tan alpha zero bằng AB chia F nhân D chia cho AB. Đó. Hay cuối cùng, trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực, G này cái ký hiệu là G vô cực, nó bằng D chia cho F G vô cực, đúng không ạ? Trường hợp ngắm chừng ở vô cực qua kính lúp thì số bộ giác được tính G vô cực bằng D chia F. F là của kính lúp, D là khoảng nhìn rõ ngắn nhất. Trong thương mại
trong thương mại, khi mà người ta sản xuất ra cái kính lúp á thì người ta thường chọn D là bằng là 25 cm. Trong thương mại thường chọn D bằng 25 cm. Rồi khi đó trên vành của kính lúp người ta ghi cái ký hiệu bây giờ ghi là 3, số 3 chữ X, hoặc là số 5 chữ X, hoặc là số 8 chữ X, vân vân. Đó thì nó cho biết là gì đây ạ? Ví dụ khi nó ghi là 5X chẳng hạn, 5X trên vành nó ghi 5X có nghĩa là gì đây? Nhìn thì mình suy ra được nè, 5X có nghĩa là 5 bằng D là 25 chia cho F của kính, kính lớp. Vậy lúc này suy ra F kính bằng 25 chia 5 bằng 5 cm. Đây là ý nghĩa của các giá trị ghi trên vành kính lớp, đúng không? Ở trong thương mại thì ghi gì vậy? Ghi 5X nghĩa là như thế này đó, nghĩa là kính lúp này có tiêu cự là 5 cm. Đấy. Rồi như vậy bài kính lúp, cái chuyên đề kính lúp đến đây là xong. Ở đây nó có khái niệm mới là số bội giác của nhân vật quan trọng, nên chú ý dùm thầy. Các công thức tính được độ bội giác, số bội giác này là G. Ở trong chương trình người ta chỉ xây dựng công thức tính G ở vô cực đó. Rồi mình làm tổng quát luôn là khi ngắm chừng ở cực cận thì có công thức là G chính là bằng K, G cận bằng K. Rồi công thức tổng quát là ở đây đã, mình chứng minh rồi, được chưa? Đấy thì đến đây là mình kết thúc chương trình kính lúp. Mấy em về ôn lại tất cả cấu tạo, công dụng, rồi cách ngắm chừng đã, rồi số bài tập liên quan kính lúp. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.